Mến chào bà con, mình đã quay lại với kênh của Nghiên cứu luật Việt Nam. Thì tiếp theo ra hình ảnh của một phiên tòa xử án. Và trước mặt bà con là bản nội quy của phòng xử án, gồm có 15 điều khoản và hình ảnh bên ngoài nhìn vào vị trí từ dưới nhìn trên của một phòng xử án. Và tiếp theo hình ảnh của các vị trí đương sự cần ngồi trong một phòng xử án. Và con lưu ý để xem khi mình được đến một phiên tòa xử án nào đó. Đây là nội quy tiếp công dân tại tòa án nhân dân thực tế cho bà con xem. Và đây là lịch tiếp công dân tại một phiên tòa xử án. Và tiếp theo nữa là cái hình ảnh về niêm yết những cái thủ tục cần thiết khi bà con đến tòa án.